hiện sớm mỡ trong máu cao. Khi mà cô bác anh chị bị viêm khớp hoặc là viêm loét dạ dày tá tràng thường sẽ được có những cái triệu chứng mình đau rất là rõ ràng, và cô bác anh chị sẽ tìm ngay đến bác sĩ để kiểm tra và khám và giúp cho cô bác anh chị giảm đi cái triệu chứng này, đúng không ạ? Nhưng đối với tình trạng bị mỡ trong máu cao thì không có bất kỳ một cái triệu chứng rõ ràng nào, và đôi khi sẽ có một cái số trường hợp là họ không hề biết mình bị tình trạng mỡ trong máu cao cho đến khi họ gặp phải tình trạng tai biến như là đột quỵ hoặc là nhồi máu não. Và để xác định được cái tình trạng mỡ máu cao, thường chúng ta cần phải kiểm tra máu và làm các cái xét nghiệm. Thì cái việc mà kiểm tra mỡ trong máu thường được thực hiện trong các cái kỳ kiểm tra định kỳ hàng năm, và bác sĩ sẽ theo dõi cái chỉ số mỡ trong máu và cái chỉ số đường huyết của cô bác và anh chị. Nếu cô bác anh chị có cái mối lo ngại về tình trạng mỡ trong máu hoặc là các cái yếu tố nguy cơ, phải thảo luận ngay với bác sĩ của cô bác anh chị, thì bác sĩ cũng sẽ gì có thể là sẽ đề xuất ra làm cho các cái xét nghiệm và về các cái đánh giá tình trạng của cô bác anh chị, và dựa trên cái lịch sử về tình trạng sức khỏe và các cái yếu tố nguy cơ cá nhân của từng người. Và hãy nhớ rằng là mỡ trong máu cao và tiểu đường thường nó sẽ không có bất kỳ một cái triệu chứng rõ ràng nào, do đó cái việc mà xét nghiệm máu định kỳ là một cách tốt nhất để xác định và kiểm soát được cái mức tình trạng mỡ trong máu cao của cô bác và anh chị. Vì thế hãy chăm sóc sức khỏe của cô bác và anh chị để có thể là đảm bảo đi cái tình trạng sức khỏe của mình luôn luôn ở trong một cái trạng thái là sức khỏe tốt nhé. Đừng quên nhắn theo dõi Diễm Thí Dược Sĩ Gia Đình để cập nhật thêm những cái thông tin hữu ích về chăm sóc sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.